Xin chào người, ngay bây giờ là 7 giờ 9 phút ở bên đây. Có nghĩa là bên đó, bên Việt Nam là đâu khoảng có tầm 6 giờ. Cái thị trường sẽ bay bổng ngày hôm nay xác suất cao, bởi vì hôm nay là thứ 6. Và mình lặp đi lặp lại cái câu chuyện đó 1 triệu lần rồi. Okay. Là thứ 6 là một ngày bay bổng, và nó sẽ bay bổng theo cái khung giờ ở bên Mỹ chứ không phải là khung giờ Việt Nam. Việt Nam là chỉ là một cái nước nhỏ, ok, bạn vẫn phải đi theo cái khung giờ bên Mỹ. Đồng tiền lớn là đồng tiền ở bên Mỹ, và hôm nay là thứ 6. Thì thứ 6 kèo này kèo nọ sẽ được đánh trước khi nó nghỉ thứ 7 chủ nhật, bởi vì những con khổng long trong cái thị trường này, market maker, quý này quý nọ, công ty lớn nó sẽ nghỉ, nó không có làm thứ bảy chủ nhật. Okay. Biết rằng cái thị trường tiền điện tử BTC nó là 24/7 ngày, okay, 360 ngày. Thì vừa rồi như vậy về tín hiệu, thì hôm nay mình đẩy khá là nhiều cho anh em. Hôm nay là mình đẩy cho bạn BTC 1 giờ sáng có một cái, và vừa rồi mình đẩy cho một bạn một cái mới nhất, để bạn chuẩn bị tới đây trong những cái giờ tới đây để chốt đơn. Mình gửi cho bạn cái đồng Chainlink, và mình gửi cho bạn cái đồng Matic. Và không chỉ vậy nữa, mình và gửi cho bạn một cái đồng shitcoin là bot. Video tín hiệu đã gửi, tin nhắn thì chỉ có đồng này mua giá này bán giá kia. Đầu tư dài hạn thì cũng có một cái video ngày hôm nay. Okay. Mình còn một chút xíu thời gian chuẩn bị tới đây, mình sẽ làm những cái video về những thông tin nổi bật nhất của tiền điện tử cho anh em và đẩy ra ngoài xã hội. Vậy thôi, xin chào mình.